các bạn trở lại với kênh YouTube Du Văn Than nhá. Hiện tại thì Du Văn Than cùng với chú Thế Sơn đang có mặt ở xã Đà Vị, huyện Na Hàng của Tuyên Quang. Một cái lễ hội rất là đặc biệt và truyền thống của Đà Vị năm nay, và có một cái hoạt động cực kỳ là thu hút du khách đông đảo khắp mọi nơi, đó là cái lễ hội nhảy nửa của người Dao đỏ ở trên xã Đà Vị này. Lấy hình chào nghệ nhân Kim Sơn. Đây là thầy Kim Sơn. Thầy Then, cháu nhớ rồi. Bản Năng Khả đây. Vâng, đây chính xác. Bản Nhung của Năng Khả đây. Các bạn xem video trước đây mình làm về hát then của Tuyên Quang thì đã được đến nhà thầy để xem thầy dạy hát then và đánh đàn tính. Đúng rồi, chuẩn một... luôn. Vâng. Hôm nay là có mặt ở đây đúng đấy, không? Hôm nay rất là tình cờ lại được gặp thầy ở đây. Chào thầy ạ. Còn ở dưới này là cái củi mà các chú đã đốt ở đây, bây giờ thì chưa tổ chức đâu. Khoảng 9 giờ tối nay sau khi các hoạt động văn nghệ kết thúc thì sẽ diễn ra cái lễ hội nhảy lửa ở đây. Mời các bạn đón xem và trải nghiệm cùng với mình nhá. Tranh thủ trước khi trời tối thì mình sẽ dẫn các bạn đi quanh một vòng cái sân vận động ở xã Đà Vị này để các bạn hình dung về cái quy mô của cái lễ hội năm nay nhá. Ở phía bên tay phải mình đây là dãy các cái trại của các cái thôn. Mỗi thôn bản thì và các đơn vị trường học nữa thì sẽ có một cái trại ở đây để trưng bày những cái sản vật đặc trưng của địa phương mình, của nơi của các thôn các bản. Hiện tại bây giờ là các đèn nháy được răng lên rất là đẹp rồi. Đây, chị đang hoàn thành những cái công đoạn cuối cùng cho cái trại của mình đây. Chào chị nhá. Đây là thợ ở bản nào đấy chị nhờ? Trạm y tế xã Đà Vị. Các anh chị đây là những đang hoàn thành những công việc cuối cùng cho trại mình rồi đây đúng không ạ? Em thấy còn thiếu khá nhiều đúng không? Chưa thấy có bàn thờ Bác Hồ nữa. Thì đây chắc là các anh chị làm công tác y tế thì công việc sẽ bận hơn những đơn vị khác, nên là chắc là bây giờ mới có thể tranh thủ thời gian để hoàn thành nốt cái trại của mình đúng không ạ? Vâng. Chỉ lấy thuốc thôi, không lấy Bác Hồ nữa. Có cái thuốc gì mà chị được Corolla ấy chị nhá, thì mang ra đây nhá, đảm bảo là vâng. Chúng ta sẽ đi nhanh một lượt qua các cái trại ở đây. Khi nào mà cái trại hoàn thành đẹp hơn thì mình sẽ quay chi tiết một vài cái trại cho các bạn xem. Ở chính giữa sân là một cây lêu rất cao các bạn ạ. Đây sẽ diễn ra các cái hoạt động ném còn và vui chơi các cái môn thể thao truyền thống vào buổi sáng ngày mai nhé. Ở phía bên trái của sân vận động là các cái gian hàng đồ ăn và nước uống để cho các bạn dừng chân khi tham gia lễ hội mà cảm thấy mệt mỏi quá thì dừng lại đây để ăn những đồ đặc sản ở trên này nhé. Ngoài ngô nướng ra còn cái gì không chị ơi? Trời đang lạnh mà đây ăn ngô thì tuyệt quá nhỉ. Lần đầu tiên mình đến Đà Vị luôn và có vẻ mọi người đây hơi nhút nhát một chút xíu. Chào các chị nhá. Bây giờ là đang sẩm tối rồi, mọi người đang chuẩn bị để bán hàng tối nay. Tối nay thì mọi người sẽ đến đây đông hơn, bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị thôi. Ở đây thì mình thấy có những cái như kiểu là cái lều ấy, được dựng bằng những cái lá của cây cây nếm biết cây dừa hay là cây đao ấy. Thì hỏi các cô bảo là ngày mai thì sẽ bày các cái lễ cúng lên đây. Vì cái lễ hội này mang ý nghĩa là để mở màn cho một cái năm mới, một cái vụ mùa mới, thì sẽ cầu cho thời tiết sẽ thuận hòa để mọi người trồng lúa, để trồng các cây nó sẽ được mùa. Ở trong kia thì một thầy cúng đã đang làm cái lễ để cho cái phần hội nhảy lửa tối nay các bạn ạ. Trước khi thầy cúng đây là cúng đây, cái phần trước sớm đây là cúng gọi là cúng gì ạ? Đây là cúng cúng sư phụ nè, sư phụ. Cúng cả cái thổ địa này nè. Địa, đấy. Cả cái đền vàng sâu kia. Đền vàng sâu kia. Cúng cả thần lửa sư phụ về ở đây để phù hộ mình. Còn những cái thổ địa đây là cúng để họ có mặt, mời họ đến có mặt để giữ. Còn sư phụ này, thần lửa này về phù hộ mình trước khi mình
muốn vào lửa họ phải nhập vào thân của mình, thấy chân bắt đầu run người đấy mới được vào. Nếu mà không thấy chân run thì không được phép vào là bỏng. Thế là ma đấy. À, thế là ma nhập. Theo mình gọi là ma nhập á? Đấy là thần linh. Thần linh nhập. Gọi không gọi là ma mà là thần linh nhập. Ma. Cứ cái gì cũng gọi là ma. Không nhìn thấy thì cứ cho nó là ma. Anh ấy, nhưng mà bây giờ là thầy cúng một lần thôi đúng không? Cúng thế một còn lần lúc rồi. Mà bắt đầu vào thì những thanh niên mà tham gia ấy thì lúc đấy có phải cúng thêm nữa không? Không cúng. Đúng không? Là nói hết thầy để nó nói hết. Thường thường thấy một buổi tối trước khi nhảy là thầy vẫn gõ như thế này này. À, trước khi vào nhảy lửa thì gõ cái trống chiêng gì đây. Vâng. Trống này. Trống phách. Chẹp chẹp chẹp. Trống phách. Mõ. Trống phách mõ. Trống phách. Vâng. Gõ cái đấy. Vâng. Để cho nó nóng hổi lên. Vâng. Để cho thần linh nhập vào. Thần linh nhập vào. Nhập vào. Là người những người tham gia nhảy lửa đấy thì không phân biệt tuổi, không cần phân thanh niên, người lớn tuổi, trung tuổi đều được hết. Cứ từ bé quá thì sợ họ cũng chưa nắm được, ít cũng phải từ 15, 16 tuổi trở lên. Khi thầy làm những cái thủ tục đấy rồi thì cái người mà tham gia nhảy lửa đấy khi thần linh nhập vào thì run lên, thì là lúc đó bắt đầu mới có thể nhảy vào đống lửa được đúng không ạ? Đó là một cái bí quyết, một cái huyền bí của cái nhảy lửa của mình là dân tộc gì ạ? Dân tộc Dao Đỏ. À, dân tộc Dao Đỏ. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều nhé. Cũng là buổi tối hôm nay sẽ tiếp tục ghi hình về cái lễ hội nhảy lửa của người Dao Đỏ của các anh. Cảm ơn anh nhé, một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều. Em hỏi thêm một tí là trong những cái đồ lễ cúng của mình thì gồm có những cái gì anh nhỉ? Lễ cúng là gồm có con gà luộc nè, với là hương nè, rượu, một chai rượu nè, với là 6 cái chén. Một cái chén là một để một chén nước lá để đấy. Còn 5 cái chén phía trước tức là để rót rượu cho các cái thần linh sư phụ của mình mời họ đến đấy, để uống. Em thấy có cả một túm như túm hạt hay là túm? Túm đấy là túm, một túm kia là túm gạo. À, túm gạo. Có vải vóc gì không nhỉ? Em nhìn thấy trên bàn tương đối nhiều thứ nhưng mà không biết là cái gì. Vóc, vải trắng. Vâng. Vải trắng. Gói một bát gạo này. Vâng. Hoặc là trong ấy có cả tiền giấy nữa để cho. Vâng. Đó là những cái lễ mà để đưa lên cúng lên thần linh. Vâng. Để các thần về nhập vào những người dân trong bản thì có thể tham gia nhảy lửa được đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ đợi một chút, khoảng 9 giờ tối chúng ta sẽ quay lại để xem cái lễ hội nhảy lửa trên này nhá. Bây giờ thì chắc là mọi người sẽ nghỉ ngơi ăn cơm và đợi đến 9 giờ. Các bạn ơi, bây giờ khoảng 8:30 và mình vừa mới quay trở lại cái sân vận động của xã Đà Vị. Đây là cái đống lửa mà mọi người đang đốt ở đây này. Còn trên sân khấu kia thì đang diễn ra chương trình văn nghệ buổi tối. Thì bây giờ khoảng tầm hơn 9 giờ sau khi chương trình văn nghệ kết thúc thì cái lễ hội nhảy lửa mới diễn ra. Bây giờ mình sẽ tranh thủ sang bên phía các cái gian trại bên kia chơi. Ở trại của bản Lục và Là Đeo này thì mình thấy rất nhiều các cô gái mặc cái trang phục dân tộc rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ vào trong để chơi nhé. Chào các chị, các em. Trong này có nhiều các chị xinh gái thế này. Em muốn vào đây làm quen, giao lưu với các chị, các em ở trong này một chút được không ạ? Đây, nhờ các bạn ấy đứng vào phía trong này để cho các bạn nhìn rõ hơn về cái bộ trang phục truyền thống của các cô gái Dao Đỏ đúng không ạ? Quá là rực rỡ và nổi bật giữa trong một cái đêm trăng thanh đầu năm 2020. Chúng ta sẽ làm quen nhanh với các cô gái Dao ở đây nhá. Chị ơi, chị giới thiệu tên chị đâu ạ? Chị xin giới thiệu, chị tên là Phùng Thị Pham. Chị Phùng Thị Pham, còn chị tiếp theo ạ? Em Phạm Thị Giòn ạ. Giàng à? Giòn. À, như vậy là chị là người Mông à? Không. Cũng người Dao luôn. Người Dao. Nhưng mà lại họ Vàng à? Bàn Thị Vàng. Em đang bị Dao Hồng không nói được. Chị tiếp theo ạ? À, chị Nhất, thế còn vâng, em Trúc Nhi ạ. Tên là gì cơ? Em Trúc Nhi ạ. Trúc Nhi. Em Trúc Thị Khế. Trúc Thị Khế à? Vâng em. Chị tiếp theo? Vâng, chị Nhi ạ. Chị Lệ à? Vâng, Nhi. Còn chị xinh xinh cuối cùng ạ? Bạn Nhất.
chị Nhất nữa ạ. À, đây có hai chị Nhất luôn á. Không gian ở đây nó hơi ồn một chút, các bạn nghe hơi khó nghe một chút, nhưng mà các bạn nhìn được thấy cái vẻ đẹp của các cô gái Dao này là cũng rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Chị ơi, chị có thể giới thiệu nhanh cho em một chút về các cái thành phần trên trang phục của người Dao đỏ được không? Vâng, bây giờ mình xin giới thiệu về các cái thành phần của sản phẩm Dao đỏ. Bao gồm 7 thành phần. Thứ nhất là yếm, thứ hai là áo, khăn vấn đầu. Khăn vấn đầu. À vâng. Thứ nhất là khăn vấn đầu, thứ hai là áo và thứ ba là yếm. Thứ tư là khăn thắt lưng. Vâng. Và cái thứ năm nữa là quần. Quần. Và thứ sáu là vòng cổ. Vâng. Còn một cái váy. Váy khi làm cô dâu. Váy thì hôm nay cô đeo. Vâng. Khi cô dâu đeo là thêm một cái miếng vải để trùm mặt đấy đúng không? Cái bộ trang phục này là tự chiêu hết, cái đằng sau của mua len về tự trang trí là làm hết. Khé quay lưng lại để xem đằng sau xem là phần phía sau xem nào. Phía sau đây là cái bạc của thường cái yếm thì có thêm phải đính cái bạc này để thêm cái bộ trang rất rực rỡ của dân tộc Dao đỏ. Tức là cái phần này là đồ trang sức đúng không ạ? Vâng. Còn phần dưới là mình thêu phần dưới tất cả là thêu hết. Thêu hoa văn bằng tay thôi đúng không? Vâng. Cái phần này là có hai cái dây xuống như cái này này. Đó, như cái tua rua như này. Thì mình cứ gọi nó là cái tua rua đi. Nhưng mà khi là cô dâu thì mới đeo cái dây đấy đúng không? Cô dâu thì nó mới đeo vào cái đấy. Nó đeo xuống đây thì nó không phải là đính như này, vẫn là đính như này nhưng mà nó có một cái bạc như này, nhưng mà bạc là bạc to, bạc đồng tiền ấy, bạc đồng tiền to, và có hai cái ở bên này với cả có một quả như này nữa. Đây là một cái trang phục mà mặc thường ngày của cô gái Dao đỏ đúng không? Còn khi mà là cô dâu thì sẽ thêm một số cái thành phần khác nữa đúng không? Như là khăn trùm mặt này, như là cái yếm dài ở phía trước váy đúng không? À trước bụng này. Và hai cái như kiểu tí tua rua ở đằng sau lưng đúng không? Đấy. Mình rất là tò mò về cái khăn vấn đầu của người Dao đỏ, bởi vì có một cái kiểu quấn rất là lạ và nhìn nó rất là đẹp, và mình muốn là chị đây sẽ cho mình biết là cái cách để vấn được cái khăn đẹp như này. Vâng, mời chị có thể bỏ cái khăn của khé ra và vấn lại cho em xem với ạ. Ôi. Lúc đầu thì em cứ tưởng là nó chỉ một hai vòng thôi, nhưng thật ra nó rất là dài. Rất là dài. Bình thường mà ngày xưa ấy, họ vấn thì họ cuốn tóc ra đằng trước này. Mình cuốn cả tóc vòng qua, nhưng mà bây giờ thì cuốn thế này cho nó hiện đại và nhanh. Tức là bây giờ mình bỏ qua cái tóc đúng không ạ? Vâng. Còn chủ yếu là mình sẽ quấn cái khăn làm sao cho nó đẹp. Quấn cái này mất thời gian lắm ấy. Quá xinh ạ. Đây. Bên dưới kia mình có làm không? Dạ. Mình có lấy không? Cháu biết khé này lâu lâu rồi ấy ạ. À khé này lâu rồi. Vâng vâng. Mình về dưới kia mình có làm không? Mình cho về dưới kia nhá. Nó có hai lần khăn à? Nó là một lần đầu tiên là quấn tròn quanh đầu này. Đoạn này nó hơi ngắn ấy. À. Bây giờ phải cho một đoạn ngắn ở trong. Ban đầu là mình cứ quấn đều thôi đúng không? Vâng, quấn đều. Nhưng mà cũng phải biết chỗ này nó mình đặt vị trí nào thì mình quấn vòng qua thì mới quấn nó mới vừa được. Cái khăn này phải nối nhiều đoạn vào nhau khá là dài các bạn ạ. Và cái phần hoa văn chính thì nó dài khoảng 50cm ở đoạn cuối của khăn này. Này các bạn trẻ không biết quấn đâu. Bây giờ là dạy từ... Thế nên là mới cần chị hướng dẫn thế này để sau này các cô gái Dao mà quên vấn khăn thì có thể xem lại cái video này để biết cái cách vấn khăn truyền thống của dân tộc mình đúng không? Đến đoạn này là mình sẽ vắt cái chéo cái khăn một chút đúng không? Tí mình còn... Để mình lật cái hoa văn đẹp nó ra hướng ngoài đúng không? Đây là để mình giữ cái này. À đây vâng. À cái chỗ lật chéo là để tạo ra cái mối để mình có thể là cho cái phần đuôi khăn vào trong đấy đúng không ạ? Đây là cái phần quan trọng nhất đây, để nó giữ được cái khăn mà không cần phải ghim, không cần phải cái gì cả, mà nó đấy tạo lên một cái rất là đẹp luôn, nhìn như là trang phục cổ trang ở trong các cái phim cổ trang ấy. Thế là hoàn thành được cái khăn vấn đầu rồi. Ok vâng, cảm ơn chị rất là tuyệt vời ạ. Chị tên là gì ạ?
chị nhất là một trong hai chị nhất ở đoàn đây, thảo nào làm tốt vậy. Đấy. Chị chính là chuyên gia khăn quấn đầu ấy. À ok, rồi cảm ơn Khé và chị nhất nhá. Các bạn đấy, các bạn hình dung ra cách vấn khăn rất là đặc biệt và rất là hay nhá. Bắt đầu lễ hội nhảy lửa rồi các bạn ơi. Ban tổ chức đang yêu cầu tất cả những người tham gia lễ hội nhảy lửa phải cách xa đống lửa 5 mét. Ở đây các bạn thấy là các chú mà tham gia vào lễ hội nhảy lửa sẽ ngồi ở đây nhá, có mấy cái hàng ghế ở xung quanh cái chỗ bãi lửa này, chỗ này này. Ở phía bên kia nữa. Đây và những cái ghế gỗ dài ở phía này này. Đây các chú sẽ ngồi đây. Đường kính khoảng 1 mét các bạn ạ và cao khoảng 40 cm. Đây là ma bắt đầu nhập rồi các bạn này. Đây là biểu hiện của ma nhập đấy.
Không, đi lấy người một bát rượu. Em còn bao lần nữa mới hết à? Ừ, còn một bát rượu nữa. Mấy ông nhảy hết, mỗi người một bát. Bát để nó hồi phục công được chuẩn. Không biết được. Đua này. Bây giờ các chú đang làm những cái lễ cuối cùng để cảm tạ các vị thần linh phổ công thổ địa đã đến để phù hộ cũng như là nhập vào các chú ở đây để có thể thực hiện được cái lễ nhảy lửa, cầu cho một cái vụ màng, một cái vụ mùa tới sẽ được mùa. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Đẹp, tốt đẹp. Kết thúc bằng mỗi người một ly rượu. Đây vâng, đây các bạn ạ, đây là cái bát rượu này ý nghĩa như nào nhỉ chú nhỉ? Bát rượu này gọi là lộc đấy. Vâng. Rượu này là mình vừa dâng lên để cảm ơn các vị thần đã đến giúp mình thực hiện cái lễ nhảy lửa này đúng không? Đấy, đúng rồi đấy. Vâng, và bây giờ mình sẽ được một chút lộc của các vị thần đúng không? Vâng vâng. Cảm ơn ạ. Vâng. Yêu hấp to hơn. Muốn mượn lấy biển nè. Hả? Để lấy lục lục. Vâng vâng. Chúc năm mới, năm canh tí nhanh như như chuột này. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Vâng. Đây là một chú vừa với tham gia vào cái lễ hội nhảy lửa đây. Ở dưới chân này các bạn nhìn, nhìn chân này, chân đen xì này. Có khăn có bị bỏ bỏng chút nào ông chú, có bị bỏng không? Không bị bỏng đâu. Không vấn đề gì đâu ạ. Không có gì. Vẫn là hoạn. Bắt đầu rất là sợ nhưng mà khi mà bây giờ là trong buổi sáng hôm nay. Bắt đầu thì nhìn rất là sợ nhưng mà khi mà nhìn các chú mà nằm say ở trong vũ điệu với lửa ấy, thì cháu cũng rất là muốn được tham gia thử sức, nhưng mà cháu nghĩ là cái này phải có một cái gì đó rất là đặc biệt đúng không ạ? Cây vẫn được phải hết sức mạo hiểm, nhưng mà vẫn vinh dự. Vâng. Lần sau mà có lễ hội để nhảy lửa và mình có dịp quay lại đây thì chắc chắn là mình sẽ vào đây để thử thử nhập vào vai một người dân tộc nào ở đây để nhảy đúng không ạ? Vâng, cháu cảm ơn thủ. Chúc chúng là mới mạnh khỏe nha. Chúc cháu sang năm mới là làm ăn phát đạt. Vâng, cháu cảm ơn thủ. Như vậy là cái video tìm hiểu về lễ nhảy lửa của người Dao Đỏ ở trên La Hàng Tuyên Quang của mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé và tiếp tục trở lại với các cái hoạt động lễ hội vào buổi sáng ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.